bao năm xa cách trốn giang hồ, trở về nơi nghĩa thâm sâu ngàn tỷ. Nơi đây tràn chứa bao nghĩa tình, tình đệ huynh khắc sâu không hề phai. Ngày xưa biết bao trong gai cùng nguyện không nơi thôn vinh làng, để thiên vương ta thiếu lắm kết nghĩa tình thầm. Qua bao năm tháng trong gian để cùng ta quyết tâm lập bàn, quyết tâm lập hoa sông này đã có cùng vầng trăng cho lời thề. Cùng nhau ta đã không thành diệt các tướng đang sớm lấy lừng, để bao nhiêu ngoài không thể gian hàng xanh cùng ấy. Thời gian trôi qua đi bao nhiêu nên ta đã sai thời đời khó lắm. Nguyện suốt kiếp sống trong âm thầm, nhưng tình nghĩa sao mãi hoài khác đi. Vì nỗi nhớ ta đã trở về nghĩa tình thâm mãi là xanh vương sớm ở anh hùng. Bao gian khó giờ này có xa chi khi huynh đệ tương trong gian nan, để cùng ta quyết tâm lập bàn, quyết tâm lập hoa sông ngày đó có quyền về cùng vầng trăng chứng minh cho lời thề. Cùng nhau ta đã không thành diệt các tướng sáng sớm lấy lừng, để bao huynh khi chung vai khắp thế gian tan danh cùng anh. Thời gian trôi qua đi ta đã xa rời đời bao lắm. Nguyện suốt kiếp sống trong âm thầm, nhưng tình nghĩa sao mãi hoài khắc ghi. Vì nỗi nhớ ta đã trở về nghĩa tình thâm mãi là huynh đệ. Cùng sánh vương sớm ở an vùng, bao giờ khó giờ nay có xa chi khi huynh đệ tương phương. Thời gian trôi có biết bao điều nên ta đã xa rời nơi võ lâm. Vâng, xin chào tất cả anh em. Hiện tại anh em đang xem live tại mấy chủ Hành Sơn nha anh em. Vâng, mình là Long, mình là Rồng Đỏ Xanh đây quý vị. Tại server đang test nha anh em. Server Hành Sơn sẽ chính thức open vào lúc 19 giờ ngày 21 tháng 8 nha anh em. Hiện tại anh em đang xem live là bản này là bản phiên bản nội công đường môn tân pháp anh em, của Sơn Hà sẽ tắt. Lúc đầu anh em chơi là cày cút, phiên bản cày cút anh em. Về sau thì nói chung lúc đầu thì dùng đồ xanh anh em, về sau thì sẽ dùng đồ tím anh em. Anh em tải game Hiền Thoại Võ Lâm .net.
Hiện tại tất cả băng hồ đã kéo ra ba lần hiện đánh đấm rất là ghê quý vị. Sáng một trời mây hiền kinh mật đào phủ vây, những chỉ trai không hề phai dốc con chân. Đến ngày ở bình là anh em sẽ đua top nha, ngày 21 tháng 8 là anh em sẽ đua top 3 ngày nha, đua top rồi có những phần thưởng như xu nữa nè. Hiện tại game của bên máy chủ Hành Sơn một PC anh em chơi được 4 mặt, một đường trên mạng anh em chơi được 8 mặt nha anh em. Tình trạng cấm cứu xe nha anh em, hoạt động trên 4 mặt, hoạt động 4 mặt thôi anh em, cứu xe trên 4 mặt là anh em không được nha anh em. Ê chết rồi. Tới ngày 21 tháng 8 bất bình anh em nhận hỗ trợ tăng thủ lên cấp 10, hỗ trợ vòng tông sáng từ 2x tới 6x, hỗ trợ cho anh em con ngựa 60, một thằng địch phụ thổ địa phù, thằng địch phù sử dụng trong 1 tháng anh em, thổ địa phù bên biển nha anh em, 10 bình tiên hồi lộ, hỗ trợ anh em một bí kíp 80 và đại thành bí kíp server này là anh em không cần luyện skill, đỡ tốn thời gian của anh em. Và anh em nhận những cái da, những vật phẩm như là thủy tinh tinh hồng tiên sơn bội lội nha anh em, là anh em chia sẻ rồi anh em liên hệ fanpage để nhận cái da nha anh em. Đại server đang hỗ trợ cho anh em là như là Tu Chan VLPX1 và ở Tu BK1.2, ở Tu Kim Miến đồ các kiểu anh em, nói chung là hỗ trợ cho anh em ở Tu các kiểu con đã điểu anh em à. Hồi sáng mình có like mà anh em ngủ chưa dậy quý vị, nay cũng hơi vắng vắng, bây giờ chắc nghỉ cũng đông rồi anh em, hồi sáng có bỏ trì nữa. Hiện tại anh em đang xem live là mấy chủ Hành Sơn, hoàn toàn miễn phí giờ chơi cho anh em. Rồi
Hiện tại server cũng có 8-9-10 bạn hội đang đăng ký nha nè. Hiện tại server có hỗ trợ cho những bạn hội tham gia vào server 10 attack trở lên, 10 thành viên trở lên nha. Server sẽ hỗ trợ cho những bạn hội từ A tới Z nha nè. Ê ê chết. Ủa. Nắm ghê quá quý vị. Tại anh em đang test rất là đông quý vị. Anh em nhanh tay nhanh chân tải game đi anh em. Vâng, hiện tại anh em đang xem live máy chủ Hành Sơn nha quý vị. Hiện tại server đang test chính thức công bình trong vòng dạng ngày nữa thôi. Đây chính thức công bình vào ngày 21/8 nha nè. Chụp mấy thằng Điển Châu kia ta. Tại anh em đã xem mấy live là mấy chủ
phiên bản xe ngài sẽ tắt. Phiên bản đường mông thân pháp, phiên bản nổ công được động ghê rồi, cái chết rồi, chịu không nổi rồi. Nơi trường bạch chuyến hơi xa lành, nhiều hùng anh lãng du đêm biên, vẫn đạo binh kim bao khó khăn không tìm được. Đồ xác hả mày? Kiếm tìm chân miếng sung mạnh. Trầm trầm đã nổi lên dồn vang khắp cơ thành, còn to lắm bao chi trai chờ về. Đi nhanh hàng huyệt về ngày đêm kia lắm màn, người bỏ lòng cùng sánh vai quyết chi. Vô tay núi thanh thành, gió bao ca xa màn, vượt ngàn ngọn sông xô hiệp nguy ở phong lăng hồ, vượt qua những trong gai đi bao đơn anh tài, trở về vang danh hùng ngang. Đủ má làm sao anh em.
vậy? Được, nó giờ nó ra đông giờ nè. Từ khi ta xa em, tuyết rơi trên trường mình lẻ loi, cô đơn đau thành. Biển kinh nơi hoang vu, á tơi đang đào hoa, làm cho lệ hồng anh phải rơi. Dừng chân nơi Lâm An, trăng trầm vang bình hồi, linh buông đại chim thơ thành. Đại lý hay tương dương, lửa trầm loang thành đôi, người ơi giờ này em ở đâu? Từ phong lãng ta tìm được người thương phu đã gặp nàng, xin lòng câu vội phi về gian tớn. Nàng vẫn ở nơi hẹn thề cùng nguyên lão vẫn nguyện cầu, cầu cho đôi quyên ương tìm thấy nhau. Nhưng bao sóng to băng đầy trời, cách tình ta một đời, giáo cướp khắp mọi nơi do thơ thành đại chính. Với ta đã được nàng, ta quyết sẽ cầm nàng, dẫu cho tâm hồn anh phải nát tan, có thành đại chính. Wow, mấy ông bay vậy. Bom xe đánh xe dành, ok. Đồ mò tiếp, mò đi. Ta tìm được người thiên phú đã gặp nàng, xin lòng câu vội phi về gian tớn. Nàng vẫn ở nơi hẹn thề cùng nguyên lão vẫn nguyện cầu, cầu cho đôi quyên ương tìm thấy nhau. Mang lòng này. Ủa, má giết nó luôn đi.
Diễn liền. Lộn đi đủ mẹ cho nhanh vô. Bọn tự hình xe xanh đông quá quý vị. Chí nào đi, chí cũng kẹt. Mà mấy mà ngoài
Đủ hoa lầy trời luôn vãi đồng quá. Ha!
Ở đây là mình sẽ ngừng lại rồi anh em. Chào anh em, bye bye anh em.